Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Nguyễn Công Duy, nhân viên kinh doanh của Toyota Tây Ninh. Hôm nay thì mình đổi lệ lại ha, mình sẽ review một cái chiếc tai nghe Apple AirPods 2. Đây là cái phiên bản thứ hai của Apple. Thì cái chức năng của cái tai nghe này, tức là tai nghe Bluetooth ha, nó sẽ sử dụng không dây và nó có một cái ngoại hình rất là đẹp. Về tai nghe này thì nó đã ra tới đời AirPods Pro rồi, nhưng mình không thích cái thiết kế của AirPods Pro cũng như là cái cách mà nó gắn thêm cái phần lọc âm ở phía trong cái tai của mình á, nó gây đau cho lỗ tai của mình, không chịu được. Thành ra là mình quyết định mua cái mẫu này. Thì cái mẫu này mình mua tại Thế Giới Di Động ha. Giá này là 4990, là cái giá mà khi nó mới ra mắt. Còn bây giờ khi mình mua thì ngoài thị trường nó nằm cỡ là 3,8 triệu. 3,8 triệu nha. Có tên mã đàng hoàng, có ngày sản xuất luôn nè. Đó, 26 tháng 11 2020. Còn hiện tại bây giờ là 2021 rồi, mình mua cái này là cũng trễ. Bởi vì mình rất thích cái thiết kế mà này, như thế này. Đó, logo trái táo ha, đầy đủ. Đây là hàng chính hãng 100% nha các bạn. Mã là VN luôn á. Đây, tai nghe Bluetooth Apple 2 nè ha, gọi AirPods 2. Tiếp theo nữa là mình sẽ đến về cái phần thông tin. Thông tin và nhìn kỹ ha. Đó, có rõ tên, rõ địa chỉ của cái nhà phân phối của Apple tại Việt Nam, đó là ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bên đây là cái phần về cái hệ điều hành và tương thích với cái loại thiết bị khác thôi, chứ không gì. Cái phần quan trọng ở đây là thông tin của sản phẩm. Đây là cái mã. Cái mã này thì nếu các bạn mua của Thế Giới Di Động hay FPT á, thì nó sẽ có mã là VNA nha. VNA tức là của Việt Nam mình á. Nè, nó cái này, cái phiên bản này là sạc có dây nha các bạn. Sạc có dây chứ không phải là sạc không dây. Sạc không dây thì nó sẽ mắc hơn, nó nằm cỡ 4,5 triệu. Đây có cái model nè. À, đây là cái giống như cái số cái mã code thôi, cái mã QR giống, nhưng mà cái loại này là loại mã kêu bằng mã gì, mã vạch á. Còn cái này là cái series ha, series năm sản xuất nè, tháng 10 năm 2020 đó. Thì nếu như các bạn mua ở ngoài thì bạn sẽ có hàng quốc tế, thì nó sẽ có cái tên mã, có thể là tùy theo nước LLA hay ZB, ZA gì đó thì mình không rõ. Nhưng mà cái này là chính hãng Việt Nam thì nó sẽ có như đây, bảo hành là 12 tháng ha. Bảo hành 12 tháng thì cứ hư là mình cứ đem lại đổi trả trong vòng khoảng 10 đến 15 ngày gì đó, mình nghe nó nói như vậy. Rồi, cái logo nó làm nổi rất là đây nè. Các bạn nhìn như vậy thôi chứ mà thực tế là logo này nó nổi, nó rờ lên nó sần liền. Thì để phân biệt giữa hàng fake và hàng chính hãng thì mình cũng chưa có tìm hiểu, nhưng mà mình nhìn sơ cái hộp này, mình thấy cái rào lên đây là mình thấy nó ngắn ngắn này nè, đó là mình biết nó là đồ xịn rồi đó. Và cái quan trọng hơn nữa là trước đây mình có làm được iPhone, thành ra là mình nắm rất rõ về cái vụ mà seal, tức là cái vỏ bọc bên ngoài của cái AirPods á, của cái máy iPhone hay là AirPods gì đó. Là cái này nè, cái đường chỉ này nè, đó, chỉ bọc lại, các bạn có thấy không, nó làm cái đường chỉ rất là fit luôn. À, đường chỉ rất là đẹp. Cái này là điểm nối giữa mặt trên và mặt dưới, và nó làm đều phẳng. Cái đồ lô không bao giờ nó làm phẳng và nhỏ như thế này được, mình rờ rất là nhẹ tay ha. Rồi bây giờ là xong cái phần về ngoại hình rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp. Hộp thử coi là nó trong đây nó như thế nào, từ nào giờ mình chưa xài cái này. À, kéo bên đây, kéo bên đây cái nữa. Thường thường mình khui hộp mình sẽ không khui hết ba bốn cạnh đâu, mình sẽ khui ba cạnh thôi, để gì, để khi mà mình lấy ra nó không có bị hư, nó không bị mất cái siêu rin. À, cái này không được, mình phải làm ngược lại rồi. Cái dao này nó lục quá. Đó. Đó, bóc là bóc như nè. Đó, bóc hộp là bóc dày, xong mình xả ra. Rồi, mình xin phép bỏ cái nắp này qua một bên. Thì đây chính là cái phần bên trong của cái Apple AirPods 2 này. Thì bên đây nó sẽ có dòng chữ là Designed by Apple in California, tức là cái nơi mà thiết kế ra cái sản phẩm này á, là bởi là Apple ở tiểu bang California ha.
Tiếp theo là trong đây nó sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng về AirPods. Mình sẽ để qua bên bên hông. Tiếp theo nữa thì trong đây nó sẽ có thêm một đây cũng là cái hướng dẫn sử dụng luôn nè. Đó, hướng sử dụng. Chắc là nhiều là tiếng khác nhau hay sao đó chứ mình thấy nó cũng giống như nhau y chang. Đây là một cái quảng cáo. Cái quảng cáo của một cái hãng sản phẩm nào đó, họ gắn vô đây để họ quảng cáo chung luôn, quảng cáo giùm á. À, ở đây nó không còn cái tem trái táo giống như mọi lần ha. Nó không còn cái tem trái táo. Rồi, bộ lâu la này mình để qua bên đi. Rồi, mình sẽ đi vô nhân vật chính. Thì tên tên bóc hộp lên, đây chính là một chiếc Apple AirPods 2. Ở ngoài nó nhỏ gọn lắm, mình cứ tưởng là nó bự như giống như cái hộp vậy đó. Nhưng mà thực tế nó rất là nhỏ gọn. Bây giờ mình sẽ bóc siêu em nó ha. Bóc siêu thì cũng dễ thôi, bạn chỉ cần nắm cái này bạn lọc ra. Đó, nghe rẹt rẹt là thấy khoái. Rồi, bóc siêu. Bóc ra như này rồi, xong rồi mình đẩy ra, lấy cái tay đẩy ra nè, lấy cái tay đẩy ra. Đó. Đồ của Apple là khác, rồi Apple xài đã lắm. Trong đây thì nó sẽ còn bao gồm cái ủ sạc nữa, đây mình thử coi, đúng rồi. Thấy không? Nó còn một cái dây sạc nữa, không bao gồm cũ nha, chỉ có dây sạc thôi. Thì dây này dây chính hãng, mình thì ai cũng biết rồi, mình bỏ qua một bên đi. Mình sẽ đi vô cái nhân vật chính. Đây là chiếc mặt trước của chiếc Apple AirPods 2. Thì để sử dụng nó thì như thế nào? Thì đầu tiên là các bạn sẽ lấy cái tay mở này lên. À đây. Đây mới là mặt chính nhé, nãy là mặt phụ thôi nha. Mặt này mặt phụ và cũng để là Design by Apple in California. Thì giờ chúng ta sẽ mở cái nắp này ra. Thì mặc định là khi, tại vì cái máy mình đấy để quay phim luôn rồi, mình không có test được. Mặc định là mình sẽ mở cái này ra nè. À, mở này ra thì trong đây nó sẽ có những cái mà để chứng minh đây là hàng thiệt. Các bạn thấy không, nó có tem nè. À, tem in thẳng vô cái máy luôn. Đồ lô nó không in được vậy đâu. Nó có mã sản xuất rồi vol này nọ các thứ. Thì khi mà sử dụng á, các bạn chỉ cần lấy cái điện thoại để kế bên, điện thoại iPhone kết nối từ iPhone nào cũng được, nhưng mà hệ điều hành phải từ 12.2 trở lên ha. Thì các bạn để bên đây, mình chỉ cần mở Bluetooth của cái máy bên đây và mình lấy cái tay, mở cái tai nghe ra, đây mở ra như này là tự động nó sẽ kết nối với lại cái máy luôn. Nếu như bạn liên kết lần đầu thì tự động luôn, còn nếu như liên kết lần sau, tức là mình đã liên kết với một cái máy khác rồi, thì mình sẽ phải cài đặt lại cái AirPods này bằng cách là nhấn vô đây ha, nhấn giữ vô đây, nó có cái nút này nè. Đó, nhấn giữ cái nút này trong khoảng chừng 3 giây là nó sẽ cài đặt lại hoàn toàn cái AirPods này luôn, và nó sẽ kết nối lại với một cái phiên bản khác, một cái điện thoại khác. À, mình nói sơ qua về thiết kế đi. Thiết kế thì các bạn có thể thấy đây là một cái thiết kế rất là đẹp. Rất là đẹp và rất là thời thượng của Apple. Từ cái màn lo, các bạn thấy không? Cái màn lo xịn, các bạn thấy không? À, đồ xịn thì lo nó phải như vậy á. Còn đồ lô, cái lo, cái màn lo nó sẽ là cái màu xám xám mà nó tục lắm. Đây là cái cảm biến ánh sáng ha. À, đúc vào trong lỗ tai mình là nó sẽ có cảm biến ánh sáng. Nó sẽ báo hết. Nó báo là đã vô rồi và nó tạo ra những cái tác dụng khác nhau. Còn đây là cái phần lo trong nè. Này lo ngoài nè, thì lo thì nó sẽ có hai đầu để khi mà nó phát ra âm thanh nó sẽ ấm hơn. Nó sẽ ấm hơn nha các bạn. Tai nghe phải trái gì cũng vậy. Còn đây mình nghĩ đây là cái phần mic. Mic và lọc âm. Nè, mic lọc âm đã nằm ngoài đây nè. Để nghe những cái âm thanh bên ngoài và nó thu vô và nó lọc âm. Còn về cái đuôi này cũng là, mình nghĩ đây là cũng là một cái mic luôn. Đó. Bạn thấy không? Nó cũng là một cái mic. Thì lọc âm mic là nó nằm ngoài hết. Thì mình lấy luôn cái tay bên kia còn lại cho. Đây, trên tay mình đang là hai cái tai nghe Apple AirPods trái và phải. Thì đeo cái này lên sang lắm các bạn. Nên mua cái này về sử dụng đi, nó không có nhiều tiền hết à.
Và khi mà mình đi ra ngoài á, gắn lên tay á, vì theo cái thiết kế này á, là nó bo tròn và khớp toàn bộ trên cái vành tay của mình luôn, cái lỗ tai mình luôn, và nó sẽ khó bị rớt ra ha. Cái tiện ích của cái tai nghe không dây này tức là bạn có thể sử dụng nó bất cứ nơi đâu mà không cảm thấy rườm rà, ví dụ đang nấu ăn hay là chạy bộ hay là đi đâu đó mà và mình cần làm việc bằng tay á, mình không có rảnh để mình cắm tai nghe lên và nhìn không muốn rườm rà thì mình sử dụng cái này rất là hay. Rồi, đây là về đánh giá sơ bộ thôi, còn về đánh giá sử dụng thì mình chắc mình không làm đâu, tại vì cái này người ta đều biết hết rồi. Mình sẽ bỏ qua cái phần đó ha. Cái tai nghe không dây này đeo lên tai lỗ tai rất là đẹp nha các bạn. Thì các bạn muốn biết đeo lên đẹp như thế nào thì cứ lên mạng gõ đi. Lên mạng gõ là Apple AirPods thì nó sẽ ra một số cái hình người ta đeo lên. Cái lên lỗ tai rất là sang. Đi đến những cái nơi mà sang trọng hay là những cái nơi mà tiệc tùng rồi đó, người ta sẽ thấy mình ở một cái đẳng cấp khác so với trước đây đeo tai nghe. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mà review sản phẩm lần sau. Kênh của mình là về ô tô và về review công nghệ, thì các bạn có gì các bạn lưu ý đón xem nha. Mình làm việc ở Toyota Tây Ninh, thì nếu như các bạn có nhu cầu mua xe Toyota thì cứ liên hệ mình để mình tư vấn cho về các dòng xe, rồi về giá, về chính sách khuyến mãi các thứ nha các bạn. Rồi mình xin chốt lại là mình là Nguyễn Anh Duy, nhân viên kinh doanh của Toyota Tây Ninh. Số điện thoại là 0922 246 810. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.